Xin chào quý anh chị em nha. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cửa hàng chúng em lại mới dọn một lô máy cưa xích và hôm nay giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và lô ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em sẽ đánh dấu là lô chữ T, từ T1 cho tới T11 anh em nhá. Đây, cái chữ T1 này, T2, T3 này. Tại sao mà em lại ghi cái mã T như thế? Để cho anh em đặt hàng cho nó thuận tiện nhá. Đôi khi mà anh em muốn mua hàng của bên em ấy ạ, thì anh em chỉ cần đọc cho em cái mã như thế thôi, là cửa hàng chúng em biết ngay anh em muốn mua con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em cho nó đúng hàng anh em nhá. Đấy, và đây là cái tờ giấy này. Đây là ghi cái giá thành của cây máy nhá. Đây, tất cả em đều công khai giá ở trên video rồi, nên là anh em mua bán hoàn toàn yên tâm. Và bên em ấy ạ, thì sẽ không bắt anh em phải cọc cạch gì trước cả. Hàng tới anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ rồi mới thanh toán. Anh em thấy ok chưa ạ? Đấy, không bắt anh em phải cọc trước nha anh em nhá, để tránh tình trạng mà lừa đảo linh tinh. Đấy, uy tín là vàng anh em nha. Con T1 đây, T1 thì cả chúng em đang bán với cái giá là 1 củ 6. Tại vì tại sao mà giá nó lại rẻ như thế? Bởi vì thật ra con này nó là hàng máy mới chứ không phải là máy bãi anh em nha. Còn từ cái con T2 cho tới con T11 này, đây là máy Nhật bãi nhá. Chỉ riêng cái con này này, nó là hàng máy mới, thì để phù hợp cho anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít, cần một chiếc máy cưa xích. Nói chung là không quan trọng là máy gì, chỉ quan trọng là máy móc là ok một tí xíu, công suất lớn, để cho anh em về sử dụng gia đình. Lâu lâu dăm bữa nửa tháng, có khi cả tháng mới bỏ ra xài một lần. Không cần một chiếc máy cưa quá là đắt tiền thì con này rất là phù hợp nha. Nó 1 củ 6 bao ship cho anh em tới tận nhà. Và đặc biệt cái con này thì nó là phụ tùng thay thế rất là dễ dàng. Đấy, lam con này thì nó là dài là 55 cm. Đó, phụ tùng rất là nhiều nha. Đến nữa hỏng hóc, sửa chữa rất là nhiều phụ tùng thay thế luôn, anh em không phải lăn tăn. Đây, con này có tích hợp là lốc hợp kim nhôm này, chụp giật trợ lực này, công suất thì khỏe nha. Công suất của này là 52cc, đường kính chai bít tông là 45mm, hai ốc chân lam. Đó, thương hiệu Nakata anh em nhá. T1 giá 1 triệu 6, bao ship cho anh em tới tận nhà. Đầu tiên là anh em nhận được hàng thì anh em vui lòng kéo cái le ra giúp cả hàng chúng em nhé. Cái này cái le này, cái le này kéo ra một tí. Đây là cái công tác gạt xuống là tắt, gạt lên là nổ anh em nhé. Kéo le ra giật cho em tầm khoảng 3-4 cái cho máy nó nổ cái e phát. Đây. Đó. Đấy, máy nó nổ cái e phát như thế là được. Anh em đóng le vào, giật thêm cái nữa. Ok chưa? Con này thì nói chung giá thành vừa phải nhưng mà sử dụng rất là ngon trong tầm giá anh em nhé. 1 củ 6 thì anh em khó có thể lựa chọn những con máy mà hàng Nhật bãi chất lượng được, nên là thay vào đấy thì em không bán những con máy hàng cổ, hàng rẻ cho anh em, chỉ bán những con máy này để cho anh em phù hợp nhé. Đó, về sử dụng rất là ngon cho anh em luôn, phụ tùng thay thế rất là nhiều. Rồi qua con T2 này là một con máy cưa xích mini của nhà Nhật bãi anh em nha. Con này nó là hàng của Nhật bãi đây. Công suất của con này nó là 30cc anh em nhá. Bán 1 củ 7 cho anh em, 1.700.000 đấy ạ. Bao ship về tới tận nhà nhá. Lam con này thì dài là mặt cắt là 30, còn tổng thể độ dài là 35cm anh em nhá. Đấy là cây lam dài là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là size xích mini, xích thì còn cực kỳ dày dặn và to bản này anh em. Anh em ý chưa? 1 củ 7 thôi anh em nhá, rất là rẻ cho anh em luôn. Đó, con này thì nói chung là để thiên cho anh em về cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại. Đó, con này sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Hàng này nó là hàng nuôi đồng cùi đá anh em nhá. Bền. Đó, bền này, tiết kiệm nhiên liệu này. Và phụ tùng con này thì nó sửa chữa rất là nhiều anh em không cần phải lo. 1 củ 7 cho con T2 nha. Triệu 7 cho con T2 này anh em nhà, một con máy cưa mini cho anh em, hàng của Nhật bãi anh em nhá. Rồi tiếp đến là một con máy cưa mini tiếp, và con này nó là hàng cũng là của Nhật bãi, nhưng mà dòng này nó là dòng của Tananka anh em nhá. Công suất của con này là 33cc. Con này thì giá bán 1.900.000 cho anh em, một máy cưa mini cực kỳ đẹp cho anh em này. Lam con này thì dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 anh em nhá.
cho anh em chuyên về sử dụng cắt tỉa cành trên cao, tỉa cành, tỉa nhánh, đủ lít tinh. Nó là sử dụng mic xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Con này sử dụng hai có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, công suất 33cc, đường kính chai bít tông là 38mm. Cho anh em nhìn phần máy móc đây. Đó, phần bồ của nó khá là đẹp này anh em, nhìn chưa? Rất chất lượng cho con này nha. Tình trạng máy móc khá là ok. Đấy. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy con T3 thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em về phù hợp cho anh em về sử dụng cắt cái khúc gỗ đường kính bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhé. Anh em nào cầm một chiếc máy cưa mini nhỏ gọn, người già cũng có thể xài được. Hoặc là anh em nào mà cần một chiếc máy cưa nhỏ để đi làm vườn, làm đồ đính tình đấy ạ. Để cắt tỉa cành, tỉa nhánh đấy thì khá là phù hợp cho con này nhá. Giá 1,9 triệu. Rồi. Và bây giờ là đây giờ qua là những mẫu máy cưa tay dài này, những mẫu máy cưa gia đình nhưng mà nó là sử dụng hệ cưa tay dài anh em nhé. Tại vì tay dài là sao ạ? Là cái phần tay này nó thiết kế ở dưới này này, cái phần tay gabob nó thiết kế ở dưới này. Con này thì nó chuyên để cho anh em về sử dụng cắt tỉa cành ở dưới đất. Đấy, nói chung là đứng ở dưới đất để sử dụng ấy ạ. Đó. Thì nó sẽ nhẹ hàng nhàng hơn cho anh em nhé. Hoặc là anh em nào mà hay đi cắt củi nấu rượu đồ đính tinh ấy ạ, thì lấy con này nó rất là phù hợp. Về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Như con T4 này thì cả hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng Made in Japan này anh em nhé. Con này thì công suất là 33cc. Đó, nhà này, con máy này cũng là của nhà sản xuất là nhà Tananka anh em nhé. Tananka sản xuất anh em. Làm con này thì nó là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là size xích mini luôn. Đấy, cái dòng Nhật ý ạ, thì nó xài xích mini này khá là nhiều. Và dòng này ý ạ, thì xích này thì bán trên thị trường thì rất là đầy. Anh em không cần phải lo. Đó, còn núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. Công suất là 33cc, đường kính chai bít tông là 38mm. Máy móc khá đẹp cho anh em này. Phần bô còn sáng phau luôn anh em nhá. Đó, làm xích này. Nhìn nó quá đẹp đúng không anh em? Làm hầu như là chưa hề bong chóc nước sơn. Về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại nha anh em. T4 giá 2 triệu đồng anh em nhé. Rồi qua con T5 là một con máy cưa mang thương hiệu Maruyama. Đây chữ Maruyama này anh em. Đó, hàng này thì tình trạng này, nhìn nước sơn máy móc thì cũng khá là đẹp cho anh em luôn. 2,1 triệu cho con này anh em nhé. Con này đặc biệt có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, công suất 33cc, về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Lam là dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng cũng là sử dụng xích mini, bán trên thị trường rất là nhiều. Đây, có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em nhé. Con này thì nó có tích hợp thắng xích, khóa xích cho anh em. Đó, rất là chất lượng. Mà máy Maruyama này anh em, MC330 anh em nhé. Núc bô còn đẹp nguyên này anh em. Nhìn chưa? Đó. Tình trạng con này thì cũng không còn cái điểm gì để chê rồi. Máy móc khá đẹp cho con này anh em nhé. Lam của nó đây, cho anh em nhìn phần lam này. Lam nước sơn là hầu như còn nguyên, chưa hề có bong chóc thì anh em nhé. 2,1 triệu cho con máy cưa T5 này anh em. Ngon, đây là phần đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Đây là đổ xăng pha nhớt anh em nha. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại.
Rồi qua con T6 là một con máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Makita. Dòng này thì nó khá là nổi tiếng rồi. Cái thương hiệu này thì nó cực kỳ nổi tiếng rồi đúng không anh em? Anh em nào mà sử dụng giống như kiểu là máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt đồ linh tinh ấy, có lẽ không còn xa lạ với thương hiệu này nữa rồi. Và con này thì công suất khá là to luôn nha, công suất 34cc lận anh em. Nòng là 38mm nhưng mà công suất của nó là 34cc. Giá bán vẫn là 2 triệu mốt cho anh em con này. Tình trạng đây, máy móc con này đẹp VIP cho anh em luôn nhé. Sử dụng hai ốc chân lam này. Anh em thấy chưa? Lam con này thì nó là dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. Hệ thống và bây giờ thì em sẽ giật test nổ con này cho anh em nghe qua anh em nhé. Rồi qua con T7 này anh em. T7 là một con máy cưa Echo Curit V3200. Con này thì nói chung là để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nhá. Nói chung anh em nào mà nhu cầu sử dụng gia đình nhá, nhưng mà với cái tần suất nhiều, thì anh em lựa cho em những con máy hàng trên này, là từ con T7 cho tới con T11 này anh em. Đó, đầu tiên là một con máy cưa Echo Curit V3200. Con này của nó là nòng là 38 ly nha. Công suất của con này là 34cc. Và con này nó sử dụng là hệ máy nòng đứng này anh em. Cái nòng của nó nằm đứng ở bên trên này. Và con này sử dụng hai ốc chân lam. Lam con này thì nó dài mặt cắt là 30cm, còn tổng thể độ dài là 35cm anh em nha. Con này sử dụng là xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Chữ Curit còn nguyên ở trên lam luôn anh em nhá. Con này thì có thắng xích, khóa xích sử dụng hết đầy đủ cho anh em này. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đó, V3200. Tình trạng máy móc khá là ok. Con này thì máy móc tình trạng liền mạch đẹp, không có bể vỡ nứt nát gì cả anh em. Đó, T7 ra 2 triệu 6 anh em nhé. T7 giá 2 triệu 6 cho con máy cưa xích. Qua con T8 này là một con máy cưa xin đây qua. Hàng này nó là hàng đời cao, hàng chất lượng anh em nha. Con này thì để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Con này có tích hợp chụp giật trợ lực này, lốc hợp kim nhôm này, lốc cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Nhìn phần lốc này thấy ok cho anh em. Đấy, con này thì nó sử dụng có le gió, là le gió tự động luôn này. Le gió tự động, chụp giật trợ lực. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Lam con này nó dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nhá. Sử dụng là size xích mini. Đấy, tình trạng này, hàng thương hiệu xin đây qua, hàng nồi đồng cối đá cho anh em luôn. Con này thì về phù hợp cho anh em sử dụng gia đình, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đổ lại. Đấy nhá, máy mét chữ Made in Japan còn nguyên này. Có dập ở trên lốc, đóng ở trên lốc luôn anh em nhá. Xin đây qua đấy ạ. Đó, và cái thương hiệu xin đây qua này có lẽ là các bác ở dưới ngả miền Tây có lẽ là ưa chuộng một cái dòng này nhất. Bởi vì cái dòng này này, cái thứ nhất là vòng tua cao, độ bền ổn định và máy móc ạ, tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nữa. Nó sử dụng lốc hợp kim nhôm nên là cái chịu nhiệt của nó rất là tốt anh em nhé. 2 triệu 7 cho con này, và dòng này nó là hàng hệ đời cao anh em nhé. Đấy, này, con này có tích hợp chụp giật trợ lực ấy, anh em kéo này. Không? Rất là nhẹ nhàng nhá. Tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng cho anh em luôn. Con này sử dụng anh em về giải xa giải xài gia đình thì cực kỳ sướng. Thấy không? Đó, T8 2 triệu 7 nhá, thương hiệu Shindaiwa. Rồi qua con T9 là một con máy cưa cũng là thương hiệu Shindaiwa nữa, mà cái dòng này thì nó là dòng đời, nói chung là đời nó hàng này ấy, thì nó không có một cái gì cả. Chẳng có cái gì, chỉ mỗi cái là bền thôi, còn nó chức năng thì không có, không có chụp giật trợ lực này. Còn nó chỉ có lốc hợp kim nhôm này. Lam con này thì sử dụng là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Nhưng mà được cái con này thì nó là công suất lớn cho anh em, để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung.
hoặc là anh em nào mà về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nhé. Còn con này thì nó chẳng có cái gì để hỏng cả anh em. Chụp giật là chụp giật cơ, chụp giật thường này anh em. Đấy, sử dụng là hai ốc chân lam này. Đó, và dòng này thì nó không có cái chức năng gì cả anh em nhé. Chỉ để mỗi cái là bền thôi anh em. Đó, lốc của kim nhôm. Thương hiệu Shindaiwa này là dòng Shindaiwa 352 anh em nhé. Made in Japan này anh em. Thấy chưa? Con này giá bán 2,8 triệu cho anh em. Anh em ưng thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Con này thì vòng tua cao, khỏe, bền. Đây. Giật nhạy cái là nổ thôi. Và dòng các máy con này thì phụ tùng rất là dễ dàng anh em nhé. Rồi qua con T10 là một con máy cưa Echo Gurit V3501, công suất là 36cc, có tích hợp núm bơm xăng phụ này. Nòng của con này là 40mm anh em nhé. Giá bán 2,850 triệu. Và con này nó sử dụng lam là lam Latin luôn anh em, chứ không phải lam bánh xe anh em nha. Đấy, xích là xích mini, xích còn như mới luôn anh em. Đó, một chiếc máy cưa có tích hợp chụp giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ này, sử dụng hai ốc chân lam này, lam là lam Latin luôn nhá. 2,850 triệu. Con này thì về cho anh em sử dụng gia đình cũng như là khai thác tầm trung anh em nha. Máy cưa Estin 10S021 này, hàng này nó là hàng của Đức. Đó, tại sao mà anh em nhìn hai cái màu nước sơn này nó khác nhau? Thì bởi vì cái khi mà em đặt cái máy này về này, thì thật ra là cái vỏ áo này thì nó bị bể mất cái vỏ zin của nó nhá. Nhưng mà em kiếm cái vỏ zin cũng là cái zin khác nhá. Đây, chữ Estin này. Em thay vào trong này để cho nó máy móc nó được đẹp anh em nha. Còn máy móc thì cam kết tất cả còn lại là nguyên zin nguyên bản theo máy hết cho anh em. Từ phần chụp giật này, đó, chỉ có mỗi cái phần áo vỏ này thì cả hàng chúng em kiếm cái áo vỏ zin khác bỏ vào cho anh em thôi nhé. Đó, đây, phần lưới này, rất đẹp đúng không anh em? Núm xăng phụ này, Estin 021 nhé, dòng này là dòng của Đức này anh em nhé. Công suất 40cc, nòng của nó là 40mm luôn. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19 này, anh em thấy chưa? Con này thì lam của nó là dài là 35cm, à 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91. Đây, phần mặt tiền của nó này anh em. Bô này còn dập Estin luôn nha anh em nhé. Thấy chưa? Một con máy cưa hàng của Đức, tay nắm giật là tay nắm giật to bản, có tích hợp núm mâm xăng phụ đầy đủ cho anh em, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ, 3 củ 8 cho con này nha anh em nhé. Rồi, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 11 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em.